Khi nợ nần chồng chất, thậm chí muốn quyên sinh, hãy nhớ ba tư duy để vượt qua. Trong bước đường cùng, đây là lối suy nghĩ giúp bạn giải quyết vấn đề. Nếu bạn đang loay hoay trong công việc, cuộc sống hay thậm chí là bế tắc, cùng quẫn thì hãy tham khảo 6 lối suy nghĩ dưới đây. Có thể đó là chiếc phao cứu sinh của cuộc đời bạn. 1. Suy nghĩ ngược. Nếu bạn không muốn trở thành người tầm thường trong tương lai, bạn phải trau dồi tư duy ngược lại. Rốt cuộc, nhiều vấn đề khó khăn chỉ được giải quyết tốt nhất khi họ nghĩ ngược lại. Người tư duy ngược luôn có suy nghĩ tích cực, ý tưởng độc đáo và có thể giải quyết vấn đề theo cách mà người bình thường không thể nghĩ ra. Khi nợ nần chồng chất, thậm chí muốn quyên sinh, hãy nghĩ lại rằng đời mình làm gấp nhiều số tiền nợ kia, làm gì mà phải sợ. Khi mình có thể vay nợ số tiền đó thì mình cũng chẳng phải người tầm thường. Tiền bạc nó vô thường, lúc có lúc hết, chỉ cần một lần thành công là đủ rồi. Ai mà chẳng vay nợ, nhất là trong làm ăn. Mình sẵn sàng đối mặt giải quyết. Nếu vượt qua được thì mình mạnh hơn gấp nhiều lần. Suy nghĩ thấu đáo là lựa chọn mà mọi người hướng tới. Chẳng hạn bạn đến cây ATM để rút tiền và phát hiện không có tiền mặt, bạn nên nói gì khi liên hệ với nhân viên ngân hàng? Nếu bạn thành thật chia sẻ vấn đề đang gặp phải thì có thể nhân viên sẽ không quan tâm đến bạn. Nhưng nếu bạn nói ngược lại rằng cây ATM nhả ra rất nhiều tiền, đảm bảo nhân viên sẽ nhanh chóng có mặt. Khi suy nghĩ thông thường sẽ không có ý nghĩa, nhưng suy nghĩ ngược lại có thể mang đến kết quả bất ngờ. 2. Suy nghĩ vay mượn. Chỉ bằng cách sử dụng điểm mạnh của mình và bù đắp cho điểm yếu mới có thể đạt được lợi ích cho cả đôi bên. Chẳng hạn nếu bạn dùng tay không vặn các vít của trục xe, bạn có thể tháo chúng ra không? E rằng ngay khi bạn là nhà siêu anh hùng cũng khó thực hiện. Nhưng nếu bạn dùng một dụng cụ điện hỗ trợ thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Nhà bác học Archimedes đã từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên. Đó chính là tư duy vay mượn. Nếu bạn muốn đạt được điều gì đó, điều này không thực hiện được sau cánh cửa đóng kín. Bạn phải học cách sử dụng các nguồn lực để tạo ra cơ hội cho bản thân. Xung quanh bạn sẽ luôn có những nguồn lực, cơ hội có thể vay mượn. Đó là các mối quan hệ giữa các cá nhân. Nếu bạn biết vận dụng mối quan hệ một cách khéo léo sẽ giúp bạn nhanh chóng khắc phục sự cố, vươn lên đỉnh cao mới. Chính vì vậy, chúng ta phải luôn có một thái độ khiêm tốn và nỗ lực xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Có thể một trong số họ sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai. Có câu nói như này, nhiều bạn sẽ mở ra nhiều cơ hội, nhiều kẻ thù sẽ dồn bạn đến chân tường, làm nhiều điều xấu ắt có ngày gặp quả báo. 3. Mọi thứ sinh ra đều phục mình, cơ hội thử thách bản thân. Khi vào bước đường cùng, bạn rất dễ áp lực, nhưng bạn chỉ cần đổi tâm thế ngược lại là chủ động, bạn sẽ hành động và thông minh khác thường. Hãy nhớ kỹ một câu, mọi thứ sinh ra để phục vụ mình. Bạn có thể để khó khăn nhấn chìm mình hoặc lớn hơn khó khăn, vượt lên con người tầm thường trước kia. Đây là một cơ hội để bạn khám phá sức mạnh tiềm tàng của bản thân, thậm chí bùng phát sức mạnh chiến đấu chưa từng có trước đây. 4. Con đường ngắn nhất sẽ thấy. Khi bạn áp lực, lúc này đầu óc bạn sẽ tập trung vào những giải pháp thông minh. Bạn sẽ bỏ qua những thứ tầm thường, tìm kiếm phương pháp khả thi nhất, vượt qua được nỗi sợ bản thân trước kia. Con đường ngắn nhất là đường thẳng. 5. Còn núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Ai rồi cũng phải chết, tiền bạc cũng chỉ là một phương tiện, công cụ, là trò chơi của con người, làm gì phải phí mạng. Người giàu có chết cũng chẳng mang theo tiền được. Bạn sẽ có một trò chơi ra trò kiếm rất nhiều tiền. 6. Suy nghĩ nhân ái, vị tha. Lòng vị tha, sự nhân ái thực sự mang đến lợi ích cho cá nhân tốt nhất. Với cách suy nghĩ đúng đắn, bạn có thể phát triển nhanh chóng, giúp bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Tư duy vị tha là lối suy nghĩ không chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, mà quan trọng hơn là đặt lợi ích của người khác, của xã hội khi giải quyết vấn đề. Và cuối cùng, khi giúp đỡ người khác, chính mình cũng được lợi. Ông Kaaret Uinamoji, tỷ phú Nhật Bản, cũng chủ trương quan điểm như vậy. Việc nghĩ đến người khác tưởng chừng như hại đến lợi ích của mình nhưng thật ra lại mang đến kết quả không ngờ. Đây chính là lợi ích của lòng nhân ái, vị tha. Tỷ phú Mã Vân cũng nhiều lần nói, nếu một doanh nghiệp muốn thành công thì phải có tư tưởng vị tha. Nền kinh tế tương lai phải là một nền kinh tế vị tha. Không người tiêu dùng nào nỡ từ chối một người chân thành. Vì lợi ích, khi đối mặt với xung đột, những người có trí tuệ cao sẽ bỏ đi lợi ích, vị thế của mình, đặt người khác lên đầu tiên.
khi họ giúp đỡ người khác, họ cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ ngược lại. Cuối cùng, chính họ lại trở thành người hưởng lợi lớn nhất. Đó là kiểu người có tầm nhìn xa trông rộng. Tất cả những người thành công đều có một suy nghĩ trong tâm trí, đó là lòng nhân ái và vị tha. Sức mạnh bí ẩn này có thể liên tục thu hút sự giàu có. Nói cách khác, nếu bạn muốn trở thành người thành công, tư duy của bạn cần bắt đầu từ lòng vị tha. Một người tốt bụng, giàu lòng vị tha có thể nghĩ ra vô số cách để gây ấn tượng với người khác. Còn những người ích kỷ cuối cùng sẽ phá hỏng các mối quan hệ, tự mình đạp đổ chén cơm của mình. Có một câu chuyện như sau khiến mỗi chúng ta cần bình tâm lại ngẫm nghĩ. Henry mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ trong căn nhà cũ. Cuộc sống của anh vất vả, khó khăn nhưng anh luôn lạc quan. Thời gian trôi qua, Henry cũng đến tuổi lập gia đình. Tuy nhiên vì nhà nghèo nên không có cô gái nào chịu lấy anh. Sau này khi có một người con gái đồng ý yêu anh và mẹ đã rất vui, liền đến nhà cô gái bàn chuyện cưới xin. Gia đình cô gái thách cưới quá cao khiến Henry cùng mẹ không lo được. Mẹ anh rất buồn, bà khóc nhiều, tự than trách bản thân. Thấy cảnh đó, Henry rất khó chịu. Anh không muốn làm mẹ khó xử hay có lỗi với người phụ nữ mình yêu thương. Henry nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đây cũng là cách duy nhất khiến anh giải quyết vấn đề, đó là kinh doanh. Henry bàn với mẹ mở một cửa hàng bán đèn dầu. Đây là thứ đồ mà gia đình nào cũng cần có. Anh nhập 6.000 chiếc đèn về bán. Giá nhập là 8 nhân dân tệ, bán ra là 10 nhân dân tệ. Vốn tưởng việc kinh doanh sẽ rất tốt nhưng không ngờ cửa hàng vắng khách. Henry rất buồn và lo lắng vì có thể anh sẽ phá sản. Để tìm ra vấn đề, Henry cải trang thành khách hàng tới những cửa hàng khác thăm dò. Cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề. Anh thấy những cửa hàng đó có khách quen là bởi thỉnh thoảng, họ sẽ tặng khách một số món quà nhỏ để khách quay lại lần sau. Như vậy lần sau tới, có thể khách hàng sẽ dẫn theo một vài người bạn nữa. Khi đã nắm được chiêu thức, Henry trở về cửa hàng, làm một tấm biển nổi bật để treo, tặng khách mua đèn một hộp diêm, trả hàng và đổi hàng bất cứ khi nào nếu xảy ra vấn đề. Nhiều người bị thu hút bởi tấm biển và tới mua hàng. Bằng cách này, chỉ trong 2 tuần, 6.000 chiếc đèn dầu đã được bán hết. Đèn dầu là loại đèn rất bền, không dễ hỏng. Đèn dầu có thể dùng cả đời cũng không thành vấn đề. Thử nghĩ xem, nếu có hỏng thì cũng phải vài chục năm nữa, khi ấy chẳng ai mang đến trả cả. Henry tiếp tục mở rộng kinh doanh thông qua mô hình độc đáo và chỉ sau vài năm, anh trở thành một doanh nhân giàu có, nổi tiếng ở địa phương. Đồng thời, anh cưới được cô gái mình yêu theo đúng ước nguyện. Câu chuyện này chứng minh cho chúng ta thấy tầm quan trọng của tư duy. Suy nghĩ quyết định lối thoát. Nếu cách suy nghĩ đúng đắn, bạn có thể đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Như trong cuốn Kinh Thánh Thamút có một câu nói rằng, suy nghĩ có thể giúp bạn nhìn thấy những gì người khác không thể thấy. Đầu tư vào suy nghĩ có thể đưa bạn đi xa. Cuối cùng, tư duy làm giàu sẽ giúp bạn dễ dàng thoát khỏi cảnh nợ nần với phương pháp quả cầu tuyết. Là cá nhân hay doanh nghiệp thì việc xử lý hết nợ giúp cho công việc, cuộc sống được trôi chảy. Thế nhưng đâu phải ai cũng biết xử lý nợ từ đâu. Hãy cùng tham khảo phương pháp quả cầu tuyết giúp giảm áp lực, tăng động lực trong việc giải phóng các khoản vay nợ nhé. Phương pháp quả cầu tuyết hay còn gọi Debt Snowball là phương pháp trả nợ được chuyên gia Dave Ramsey đưa ra. Phương pháp này là một chiến lược giảm nợ, trong đó bạn thực hiện thanh toán các khoản nợ theo trình tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Phương pháp quả cầu tuyết hoạt động như thế nào? Với phương pháp quả cầu tuyết, những khoản nợ của bạn sẽ được ẩn dụ như các quả cầu tuyết nhỏ. Việc trả nợ giống như các quả cầu tuyết nhỏ lăn từ trên cao xuống cuộn thành quả cầu tuyết lớn. Ý là bạn sẽ bắt đầu thanh toán nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Số tiền hoàn thành trả nợ sẽ tăng dần theo thời gian, đồng nghĩa với việc nợ giảm dần. Chính điều này tạo cho bạn động lực hơn mỗi khi hoàn thành một khoản nợ. Ví dụ, bạn nợ 20 triệu cần trả thẻ tín dụng, một khoản nợ 40 triệu mua xe và một khoản nợ 600 triệu mua nhà. Như vậy, khoản nợ nhỏ nhất thì bạn cần ưu tiên thanh toán là khoản 20 triệu tín dụng, sau đó là 40 triệu vay mua xe và cuối cùng là khoản 600 triệu mua nhà. Các bước thực hiện phương pháp quả cầu tuyết khi trả nợ. Để thực hiện phương pháp quả cầu tuyết với việc trả nợ, bạn có thể thực hiện theo 4 bước sau. Bước 1. Liệt kê danh sách nợ từ nhỏ nhất đến lớn nhất dựa theo tổng tiền không tính lãi suất và ghi chú số tiền tối thiểu phải trả hàng tháng. Bước 2. Ưu tiên cho việc trả khoản nợ nhỏ nhất trước và đồng thời trả các mức tối thiểu cần phải trả của các khoản còn lại. Bước 3. Mỗi khi trả dứt một món nợ, bạn cộng dồn số tiền đã trả cho mục đó vào mục nhỏ nhất tiếp theo.
Bước 4, làm lần lượt theo thứ tự cho đến khi thanh toán hết các khoản nợ. Ví dụ, bạn nợ thẻ tín dụng 5 triệu, nợ 10 triệu mua điện thoại trả góp, vay 40 triệu mua xe máy trả góp, 500 triệu vay mua nhà. Áp dụng theo phương pháp quả cầu tuyết thì bạn sẽ trả hết nợ thẻ tín dụng trước, sau đó đến nợ mua điện thoại, tiếp theo là mua xe máy và cuối cùng là vay mua nhà. Ưu, nhược điểm phương pháp quả cầu tuyết. Ưu điểm: với phương pháp quả cầu tuyết thì ưu điểm chính là thúc đẩy tâm lý của bạn. Nó giúp cho bạn cảm thấy tăng động lực khi trả xong một khoản nợ. Chiến lược trả nợ này giúp xử lý tốt về tổng thể tài chính và sự căng thẳng của bạn. Bằng việc cho phép bạn tập trung vào một số nợ tại một thời điểm, giúp cho bạn giảm bớt lo lắng khi giải quyết tất cả các khoản nợ cùng một lúc. Nhược điểm: bên cạnh ưu điểm thì phương pháp quả cầu tuyết cũng có nhược điểm lớn nhất là khả năng trả nhiều tiền lãi hơn theo thời gian so với khi bạn sử dụng một phương thức trả nợ khác. Vì phương pháp này chỉ tập trung vào số dư nợ nhỏ nhất thay vì số dư có lãi suất cao nhất, nên khoản nợ đắt nhất của bạn có thể được trả hết sau cùng. Khi nào nên sử dụng phương pháp quả cầu tuyết để trả nợ? Mỗi người sẽ có một phương thức trả nợ khác nhau và không có một giải pháp nào chung cho tất cả. Nhưng bạn có thể áp dụng phương pháp quả cầu tuyết để trả nợ hiệu quả nhất trong những trường hợp sau. Nếu bạn muốn giảm nguy cơ nợ thẻ tín dụng và số dư đó thấp hơn các khoản vay khác thì sử dụng phương án quả cầu tuyết sẽ giúp bạn trả nợ nhanh chóng. Bạn muốn giảm tỷ lệ nợ trên thu nhập của mình thì bạn có thể thanh toán các khoản vay có số dư thấp hơn để loại bỏ chúng hoàn toàn ra khỏi DTI và giúp bạn có thể dễ dàng được chấp thuận cho một khoản vay thế chấp nếu bạn cần. Ngoài ra, nếu đang trong trường hợp thiếu động lực khi trả nợ mãi mà không trả dứt điểm được khoản nợ nào, bạn có thể lựa chọn phương án này bằng cách loại bỏ những số dư nợ thấp nhất để tinh thần được khích lệ và có được phương hướng trả nợ đúng đắn. Những lưu ý để tránh vay nợ. Để giảm thiểu và tránh vay nợ thì bạn cần chú ý một số điều sau. Không nên vay nợ tùy tiện để sử dụng vào việc tiêu dùng, vì nếu thiếu tiền bạn nên xem xét cân nhắc lại cách chi tiêu và có thể tham khảo cách chi tiêu tiết kiệm của người Nhật. Chỉ nên vay nợ khi thật sự cần thiết như vay nợ để kinh doanh và xác định rõ mức vay nợ đó mình có khả năng trả được không. Tuyệt đối và tránh xa vay nặng lãi. Gia tăng thu nhập bản thân bằng việc làm thêm và thiết lập chi tiêu, tiết kiệm tài khoản dự phòng. Ngoài ra bạn còn có thể đầu tư vào bảo hiểm để vừa bảo vệ sức khỏe bản thân vừa có tiền đầu tư